Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chơi hai tựa game. Mình sẽ chơi Zombot từ Tsunami và Flan Vest Zombot 2 các bạn nhé. Mình sẽ chơi Zombot từ Tsunami trước. Mình sẽ dùng Tsunami và con chỉ bút phớt thôi các bạn nhé. Còn rất đẹp. Cái hình gì đây? Wow, Mecha. Là gì đây? Và logo. Thank you.
bài à? Một trăm não tròn quá. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chơi Flan Vest Zombie 2 nha các bạn nhé. Video tiếp theo mình sẽ được hưởng 3 viên thuốc xanh. Ok. Cộng thêm 1500 não các bạn nhé. 1500 dùng. Chẳng này hay nào. Ok, bây giờ mình bắt đầu chơi nha. Còn em video này mình tiếp tục chờ cửa boss. Con boss này, con boss rồng các bạn nhé. Ba nòng ra chiến đấu đây các bạn ạ. Nó đã chết rồi các bạn nhé. Ok. Thank you.
video của mình cũng kết thúc tại đây các bạn ạ.